Nga cũng đang tiến hành các thủ tục chính thức rút lui hoàn toàn khỏi Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE. Hiệp ước đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế số lượng vũ khí thông thường, xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo, máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công. Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE được ký kết tại Paris vào năm 1990 bởi đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên của tổ chức Hiệp ước Warsaw và có tính đến sự cân bằng vũ khí thông thường giữa hai khối. Năm 1999, một phiên bản cập nhật của hiệp ước đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2007, Nga tuyên bố đình chỉ một phần CFE với lý do các thành viên NATO mới không đưa lực lượng quân sự của họ vào các giới hạn theo hiệp ước. Trong tuyên bố vừa đưa ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng CFE đã đi ngược lại với những lợi ích an ninh của Nga trong bối cảnh diễn biến thế giới hiện nay và tình hình cũng không thuận lợi để đưa ra những ý tưởng mới cho một giải pháp thay thế cho hiệp ước CFE.